thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, hơn gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của Bồ Tát Vô Ngại đạt được ở phương đông kia. Xá Lợi Tử và đại chúng nương thần lực của Phật lại thấy trăm ngàn thế giới ở phương đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát đều xả bỏ và sở hữu bố thí tất cả của cải châu báu chất đầy như núi, tùy theo sự cần dùng của hữu tình đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi lại đem cho người khác tâm không chướng ngại. Hành bố thí như vậy không nhiễm trước điều gì, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán, như vậy tập trung các vật như y phục, ngoạ cụ, ẩm thực, vân vân đầy như núi, tùy theo các hữu tình cần dùng vật gì đều đem bố thí, khuyên dạy hữu tình tự thọ dụng, rồi lại đem cho người khác tâm không có sự chướng ngại. Hành bố thí như vậy không có sự nhiễm trước, ngày đêm tinh cần thường không nhàm chán. Phật hỏi Xá Lợi Tử: Thầy có thấy trăm ngàn thế giới ở phương đông, mỗi một thế giới có vô lượng Bồ Tát tâm không nhiễm trước mà hành bố thí không? Xá Lợi Tử liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Bạch Thiện Thệ, con đã thấy. Phật dạy: Bồ Tát cầu Đại Bồ Đề đều nên tu hành bố thí như vậy. Xá Lợi Tử: Ý thầy thế nào? Các Bồ Tát kia bố thí có rộng lớn không? Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rộng lớn. Bạch Thiện Thệ, rộng lớn. Các Bồ Tát kia bố thí vô lượng vô biên thiện căn. Phật dạy: Đúng vậy, đúng như lời thầy nói. Nhưng nếu có Bồ Tát nào quán pháp không, duyên trí nhất thiết, đầy đủ công đức thù thắng, thương xót hữu tình, tùy theo sở thích mà bố thí, thì phước bố thí này hơn gấp trăm lần, gấp ngàn lần, cho đến gấp muôn ước lần so với phước bố thí của vô lượng Bồ Tát đạt được ở mỗi một thế giới, nơi trăm ngàn thế giới ở phương đông kia.